lượt về luôn mọi người ạ. Mọi người bên này có nhận dân bên sân của Văn Đô, mọi người có nhận ra những idol nào không ạ? Đó là Huy Con, đó là Văn Quyết, đây là Văn Đô mọi người nhé. Vài hôm anh bảo Hiền Gấu với anh Nam nào chụp mẫu nữa là ok. Ok ok Mạnh ơi, anh có người chụp mẫu rồi. Tất cả anh nhờ anh em trong Đức Diễn chụp làm mẫu hết em ạ. Thì sân bên bóng truyền hơi này thì cũng có một số các em gái với cháu gái nữa, cũng nhờ các em và các cháu chụp mẫu để cho mọi người dễ chọn các sản phẩm, chứ cũng không mang tính chất là marketing nhiều quá. Vì Phan Hiệp chia sẻ mọi người, Phan Hiệp sẽ cạnh tranh một cách cực kỳ song phẳng. Có nghĩa là như nào? Phan Hiệp sẽ cạnh tranh bằng cái sản phẩm của mình mọi người nhé. Dù chậm cũng được, bán chậm cũng được, cũng không nhất thiết là phải marketing hay là chạy quảng cáo quá nhiều đâu ạ. Phan Hiệp sẽ để dành cái đó và đi vào sản phẩm và mẫu mã của mình. Điểm bóng đầu tiên cho Đô Đẹp Giai và Văn Quyết. Phạm bóng tốt của Văn Quyết. Thanh Ngọc bóng hơi thấp mất rồi. Biên hai cho Văn Quyết. Bóng vẫn còn. Ai đây? Nguyễn Quốc Anh. Cực kỳ tốt. Hết đường nghi của Quốc Anh luôn. May là móm TV tránh kịp, chứ không có quả đấy thì vỡ ngực. Cố lên Đôi Đẹp Dài. Ok Phước Thuận. Phan Hiệp đang bị ho mọi người, nên là giọng hơi bị khàn một tí. Bóng một đều. Chuyền một tốt của Huy Con rồi. Lừa chắn của móm TV. Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là một chắn thôi. Những chuyền một đường, chuyền một đẹp thì gần như chỉ một chắn thôi. Chào Trần Tuân, chào Phương Bắc nhá. Văn Quyết phát tấn công. Chuyền một tốt rồi. Quốc Anh. Ui rồi ôi, tranh nhau mất rồi. Điểm bóng 3-1. Đây là kèo lượt về mọi người nhá. Kèo lượt đi thì Quốc Anh đã thắng Văn Đô với kết quả chung cuộc là 25-23. Ngoài đó lạnh không anh? Mấy hôm trước thì lạnh ạ, mấy hôm nay mới lại bình thường rồi em ạ. Tuần trước thì lạnh, nhưng mà thế bảo sắp tới sang tuần là lạnh nhiều ấy. Điểm bóng 2-3. Chắc là bình luận xong hôm nay về Phan Hiệp cũng mất tiếng luôn mất. Vì ngày hôm nay Phan Hiệp có like mấy kèo liền rồi. Bóng trên chắn. Còn không. Nỗ lực của Quốc Anh là không được, vì trời hơi tối rồi. Điểm bóng 5-3. 5-3 hay 5-2 cháu ơi? Điểm bóng 5-3. Đẳng đen quần hồng. Cũng từng là một thời điểm, một hiện tượng idol mạng tại sân VSD mọi người nhá. Cũng đang xuất hiện ở đây chờ đánh kèo chân đầu giò rồi. Hồng Hảo đang đâu đấy? Anh Dung Yêu ra đây chơi anh Dung ơi. Chào bạn Nguyễn Anh Tài nhá. Chào tất cả mọi người đang xem live của Phan Hiệp. Mọi người yêu quý Phan Hiệp thì cho Phan Hiệp xin một nút like, một nút chia sẻ đi ạ. Điểm bóng 4-5. Hai bên cố lên nào. Văn Quyết. Phá chắn tốt của Văn Quyết. Văn Quyết đánh bên 2 có vẻ chững chạc hơn bên 4 nhá. 6-4. Văn Quyết nhảy phát bóng tấn công. Bóng rất ăn tay. Thanh Ngọc. Trên chắn của Văn Quyết rồi. Văn Ngọc cũng đang khẳng định là cá nhân tôi cũng không hề kém cạnh gì cả. Tuy chiều cao của Văn Ngọc không được lý tưởng mọi người ạ. Chỉ được có 1m72-73 thôi. Đào Thanh Ngọc cũng chỉ cao như Huy Con thôi. Nhưng mà Đào Thanh Ngọc có sức tấn công và sức chắn bóng rất tốt nhá. Không chịu được khen rồi. Chào bạn Bùi Mạnh Tiến nhá. Chào tất cả mọi người. Giới thiệu mọi người, đây là sân Sa Vàng Đức Diễn. Địa chỉ là 75 Đức Diễn mọi người. Tất cả những buổi chiều hàng ngày tại sân Đức Diễn đều có những kèo cực kỳ hay. Đôi công, kèo xả, kèo hẹn, kèo kỳ và những kèo chế. Mọi người có thể đến trực tiếp sân để giao lưu, gặp gỡ tất cả các idol. Chuyền một hỏng rồi. Rất tốt. Quốc Anh. Chắn bóng tốt của Văn Quyết. Rất phí. Vì đường chuyền đó cũng rất ổn rồi.
cô anh quyết liệt thêm một chút nữa. Quyết liệt hơn một chút nữa thì tốt tình huống bóng đó. Bao nhiêu rồi cháu? Điểm bóng 86. Rất tốt. Trên chắn của Thanh Ngọc. Trên chắn hết chéo luôn. Thanh Ngọc cực kỳ hôm nay, Thanh Ngọc cực kỳ khỏe. Chào bạn Tùng Phạm nhá. Cây nó đang hơi bị chập tròn. Bực mình ghê. Phát bóng rút lưới, không phát sát phát bóng không qua lưới của Văn Quyết rồi. Văn Đô. Pha về Y Văn, pha bóng về Y Văn Đô của Văn Đô cực kỳ hay. Kèo này là kèo đôi công 7 ạ. Thế nên là Huy Quang không được phát. Kèo đôi công của đôi công hai càng của Văn Đô và Quốc Anh với cả Đào Thanh Ngọc và Văn Quyết, thế nên là chỉ có 4 anh em đó được sang lưới thôi. Bắn chim của Quốc Anh rồi. Khả năng có kèo lượt về à, không, khả năng có kèo chung kết rồi. Hết chéo ở Quốc Anh luôn. Kèo đầu tiên thì Quốc Anh và Đào Thanh Ngọc đã giành kết quả chung cuộc là 25-23. Đây là kèo lượt về thì khả năng cao, khả năng cực cao là kèo lượt về lại bên Đô và bên Văn Quyết sẽ giành chiến thắng nhá. Trả độ thôi mà, đúng rồi Phước Thuận. Vì kèo rất ngang thế nên là không có chuyện chênh lệch nhiều đâu. Quốc Anh chắn bóng tốt của Văn Đô, pha bóng đó giãn biên quá rồi. Khi vào tay của Văn Đô thì không còn đường nào nữa. Vì pha bóng đó cực kỳ gian và lại sát nữa. Bao nhiêu rồi cháu? 13-9 à? Điểm bóng 13-9. Khoảng cách là 4 quả rồi. Chuyền một tốt của Hoàng Lê Minh. Bóng trong sân. Hoàng Lê Minh là idol của trường Đại học Mỏ Địa Chất mọi người ạ. Điểm bóng 10-13. Chào bạn Hoàng Minh nhá. Chuyền một hơi thiếu Văn Đô. Chuyền một hơi thiếu nhưng nỗ lực của Văn Đô đã có một tình huống bóng cực kỳ sắc nét. Hết chéo luôn. Dù cho tèo em đã ngồi sẵn chéo từ hôm qua đến bây giờ rồi. Chỉ chờ đường bóng đó thôi. Nhưng cũng không cất được cái pha bóng đó của Văn Đô. Điểm bóng 14-10. Chuyền một tốt rồi. Đào Thanh Ngọc. Bóng ngoài sân. 15-10. Mổ trên chắn của Đào Thanh Ngọc rồi. Chào anh Văn Quát nhá. Giờ này chắc mọi người đang ăn cơm hay là đi chơi với người yêu rồi hay sao, tụt hết view rồi.
chuyền một không tới của Huy Con. Nhưng Văn Đô xử lý cực kỳ kinh nghiệm. Điểm bóng 16-11. 16-11 đúng không? Đó là Văn Quyết đấy mọi người ạ. Văn Quyết cậu bé sinh năm 2005. Rất chức chạc. Cậu bé sinh năm 2005. Nhưng mà cũng đầy bản lĩnh khi nhận kèo về đối đầu với Quân Ca. Quân Ca theo như anh em chia sẻ là cũng là từng chinh chiến các kèo độ, kèo đấu rất nhiều rồi. Nhưng sự liều lĩnh, sự ham học hỏi của cậu bé này đã hôm nay đã đền đáp được cho bản thân mình với hai kèo chiến thắng cực kỳ khắc phục, với kết quả là cực kỳ cách biệt. Anh chào Hồ Quang Đạt nhá. Anh chào Hữu Triều nhá, chào Văn Phương. Điểm bao nhiêu rồi? Khoảng cách xa quá rồi. Ôi dồi ôi. Bên Quốc Anh vỡ trận mất rồi. Ông chủ ngọt thế có bia chưa? Lạnh này không uống bia em ơi, lạnh này phải uống rượu thôi. Đang làm lẩu chó rồi. Em chào anh Huấn nhá. Em chào anh Hà, Học viện Cảnh sát Nhân dân nhá. Kèo quyết thắng cả hai set lượt đi lượt về em ạ. Thắng kết quả cách biệt luôn. Vì bên phục vụ của Quân Ca hôm nay cũng không được trọn vẹn cho lắm. Thế nên Văn Quyết thắng dễ dàng hai kèo. Hòa rồi nhưng không biết là có kèo chung kết hay không. Chưa chắc đã có kèo chung kết. Khả năng chưa chắc đã có kèo chung kết rồi. Điền hai của Thanh Ngọc. Ok em phải nhập. Anh Huấn ơi, sang đi nhậu lẩu chó anh Huấn ơi. Tối nó lại say no rồi. Đúng rồi. Tối nay thì chắc là anh em nhậu hết ở ngoài. Phan Hiệp đã thành lập một công ty chuyên về thể thao mọi người nhé. Nên là hay gọi đó là công ty. Ngoài đó là nơi Phan Hiệp tập kết tất cả các mẫu giày của công ty giày Sao Vàng, cũng như tất cả các mẫu quần áo mà Phan Hiệp tự thiết kế mọi người. Và chỗ đó để cho tất cả anh em câu lạc bộ Đức Diễn và anh em đến chơi tại câu lạc bộ Đức Diễn có thể về đó nghỉ ngơi, tắm rửa và ăn uống. Rất rộng rãi các anh em nhé. Có tắm nóng lạnh, có điều hòa, có đầy đủ hết. Thậm chí là có cả đầu bếp nấu nướng cho anh em nhậu nhẹt luôn nhé. Nên là tối nào câu lạc bộ của anh em cũng ăn uống đến rất muộn, vì là chơi đã muộn rồi mà. Chia sẻ với anh em như thế, anh em có thể đến đây. Anh em chơi ngoài sân này là mang quần áo từ nhà đi hết mọi người. Cứ mang quần áo đi chơi xong là về là có nước nóng rồi. Chỉ có tắm rửa, thay nhau tắm rửa, thay nhau đi mua đồ về là ăn cơm thôi. Dạ vâng ạ, ok anh Huấn. Bù. Bóng tốt của Văn Đô. Pha bóng cách cột teng teng đến 3 mét rồi. Nhưng với khéo léo, với kinh nghiệm của Văn Đô kéo pha bóng vào lại còn ăn điểm trực tiếp nữa cơ. Em chào anh Đông giáo chủ nhá. Đây, khả năng chắc là Phan Hiệp xuống live cho mọi người. Anh em đang gãi nhau kèo xả rồi. Nhưng mà mình Phan Hiệp khản hết tiếng rồi. Xin chào và cảm ơn tất cả mọi người nhé.